Lời hứa của Trường Giang trong lễ đính hôn với Nhà Phương có nên tin thêm lần nữa? Khác với màn cầu hôn ngôn tình vào huyên náo, Trường Giang điềm đạm và kiệm lời hơn hẳn trong ngày đính hôn. Câu hỏi này có lẽ chỉ nên dành cho người hâm mộ chứ không phải Nhà Phương, bởi chiếc váy cưới Nhà Phương khoác lên người đã nói thay cô tất cả. Nhưng với những khán giả, những người yêu quý và hâm mộ Nhà Phương, họ vẫn cần một sự đảm bảo chắc chắn hơn cho cô gái ấy. Bởi đi đến được đám cưới hôm nay, chặng đường Nhà Phương trải qua đã có quá nhiều trắc trở và bão giông. Lời hứa hẹn giản đơn của Trường Giang. Khác với màn cầu hôn ngôn tình vào huyên náo, Trường Giang điềm đạm và kiệm lời hơn hẳn trong ngày đính hôn. Không thề non hẹn biển, không hứa hẹn xa xôi, anh chỉ đơn giản tuyên bố hạnh phúc này khó khăn lắm mới có được, vì vậy tôi sẽ phải rất trân trọng nó. Không hứa hẹn xa xôi, những gì Trường Giang tuyên bố trong đám cưới giản dị nhưng đầy chắc chắn. Đặt cạnh màn cầu hôn hoa mỹ ồn ào cách đó ít lâu, những tuyên bố trong đám cưới của Trường Giang giản dị tới ngỡ ngàng. Nhưng có lẽ chính cách anh cẩn trọng trong từng lời hứa hẹn lại làm cho đám đông cảm thấy tin tưởng hơn nhiều. Nó cho thấy rằng Trường Giang đang rất bình tĩnh và đủ chín chắn khi tuyên bố điều quan trọng nhất cuộc đời mình. Hoa mỹ hay ngôn tình cũng chỉ là câu chữ và chắc chắn, chúng không đáng giá bằng cách người đàn ông đó hành động sau này. Và khi người đàn ông thật tâm với tình yêu của đời mình, thì chỉ một lời cam kết ngắn gọn cũng là đã quá đủ. Ngược lại, có bao nhiêu ngôn từ bóng bẩy cũng sẽ trở thành vô nghĩa nếu như chúng chỉ xuất phát từ những hời hợt nhất thời. Trường Giang đã trưởng thành hơn sau những cú đòn đau của cuộc đời. Trường Giang không phải mẫu đàn ông kém cỏi. Nói một cách công bằng thì chẳng ngôi sao showbiz nào vươn lên được đỉnh cao mà thiếu đi trí tuệ, nghị lực và bản lĩnh. Giữa vô vàn nghệ sĩ ngôi sao, việc Trường Giang vươn lên được một vị trí top đầu showbiz cũng đủ chứng minh phần nào thực lực của anh. Những sai lầm tình cảm kia chỉ nói lên rằng ăn đào hoa tham lam, chứ không thể nói lên chuyện Trường Giang kém cỏi hay dại dột. Và một người đàn ông kiểu Trường Giang mắc đi mắc lại một sai lầm là điều không thể. Sau quá nhiều những mất mát, áp lực và phiền toái tới từ những mối tình sai trái, Trường Giang hẳn đã có cho mình những bài học để đời. Giống như cách anh luôn biết hạn chế những điểm yếu trên sân khấu, biết làm mình thăng hoa hơn sau mỗi lần xuất hiện, Trường Giang cũng hoàn toàn có thể biết cách làm chủ cuộc sống của mình, ít nhất là không để sa đà vào những cuộc chơi lầm lỡ. Quan trọng hơn, Trường Giang thừa thông minh để hiểu rằng anh không thể đánh đổi cả sự nghiệp, cả người phụ nữ của cuộc đời mình, lấy bất cứ điều gì khác. Sai lầm trước kia đã suýt lấy đi không chỉ tình yêu mà còn cả sự nghiệp, danh tiếng của cây hài xứ Quảng. Với những cái giá quá đắt đó, hẳn một ngôi sao thông minh như Trường Giang sẽ khó lòng bước vào những lối mòn tai hại cũ. Đám cưới với Nhà Phương không chỉ cứu vãn tình cảm mà còn góp phần vực dậy sự nghiệp của Trường Giang sau giông bão. Ngôi sao làng hài đã từng rất khó khăn để lấy lại tất cả những gì đã mất, cả tình cảm của khán giả cũng như sự tha thứ của Nhà Phương. Thời điểm này, Trường Giang mới là người trân trọng và hiểu hết ý nghĩa những gì đang sở hữu hơn ai hết, vì anh đã suýt mất đi chúng lần này. Cuối cùng, khán giả vẫn có thể tin tưởng vào một yếu tố đặc biệt, sự lựa chọn của Nhà Phương hơn ai hết. Cô diễn viên thông minh xinh đẹp ấy hiểu Trường Giang hơn bất cứ ai. Và khi cả người phụ nữ tuyệt vời ấy còn dám tin tưởng và trao cơ hội cho Trường Giang, thì tại sao những người hâm mộ không thể làm điều tương tự để showbiz có thêm một ngôi sao hài cá tính, một gia đình nghệ sĩ đầy hạnh phúc và cả niềm tin rằng mọi sai lầm đều có thể sửa sai nếu người ta đủ chân thành và hối lỗi. Trường Giang Nhà Phương đính hôn bằng nem lụi, khác xa thực đơn đắt đỏ của đám cưới Trấn Thành. Trong ngày trọng đại của sao Việt, không chỉ quần áo địa điểm tổ chức được quan tâm mà thực đơn đại khách cũng được công chúng chú ý đặc biệt. Tiệc đính hôn của Trường Giang Nhà Phương tổ chức trong một resort 5 sao tại Hội An. Lễ đính hôn của cặp diễn viên danh hài gồm 17 bàn tiệc với lượng khách ước từ 170 đến 200 người. Số tiền đầu tư cho riêng phần thực đơn từ khoảng 153 triệu đồng đến 180 triệu đồng, chưa tính các dịch vụ đi kèm. Thành phần khách mời đều là người thân, chính vì vậy dù diễn ra tại resort 5 sao, nhưng thực đơn khá đơn giản như bò xào, gà xào, tôm, bạch tuộc và những món hải sản biển đặc trưng Quảng Nam. Trong khi thực đơn đám cưới của Trấn Thành thì sang chảnh không kém. Đám cưới được chú ý nhất trong 6 tháng vừa qua thuộc về hậu Tú Anh, chồng của người đẹp họ Dương trẻ tuổi và tài năng, hiện đang làm việc trong ngành xây dựng. Đám cưới người đẹp gốc Hà Thành tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng tại Long Biên. Với phần thực đơn được chọn lựa kỹ, hầu hết các món ăn đại khách đều rất gần gũi, không quá phô trương.
Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo từng là đám cưới được dư luận quan tâm bậc nhất showbiz. Xứng lứa vừa đôi là cụm từ mà công chúng dành tặng cho cặp vợ chồng người đẹp họ Đặng. Thực đơn chiêu đãi tiệc trong tiệc cưới Đặng Thu Thảo và chồng Trung Tính đậm chất Âu Châu với điển hình của ẩm thực Pháp với hải sản, bỏ lò, súp bào ngư vi cá. Thực đơn trong đám cưới của nhạc sĩ Thanh Bùa đánh giá là đắt đỏ và sang trọng với những món như chè yến tầm sen, tôm càng mì xốp tương đặc chế, bò úp tiêu đen, gà phi lê tùng lộ, canh bào ngư tiềm sò điệp khô. Đám cưới của Thủy Tiên và Công Vinh tổ chức đơn giản và tiết kiệm hơn nhiều so với danh tiếng và mức thu nhập của cặp nghệ sĩ cầu thủ. Thực đơn tiệc cưới của Thủy Tiên Công Vinh đều là những món đơn giản. Ngoài ra, lễ chúc phúc hằng của cặp đôi được tổ chức trên chùa đều là các món chay cũng khiến nhiều người suy nghĩ về thành tâm hướng Phật của ca sĩ Thủy Tiên. Tiệc cưới của diễn viên Lê Phương bao gồm những món ăn đơn giản và rất kinh điển của các đám cưới tại phía Nam. Thực đơn tiệc cưới của công chúa Lâm Khánh Chi bao gồm nhiều món từ tôm hấp bia, bò nướng cho đến lẩu vạch. Thực đơn tiệc cưới của Khởi My gọn gàng bao gồm 7 món cả tráng miệng lẫn khai vị và món chính. Thực đơn đám cưới của ca sĩ Khắc Việt rất đầy đủ từ rau xào cho đến chân giò hầm, ngô chiên và cả lẩu riêu. Mẹ Nhã Phương chia sẻ sau đính hôn của con gái: thằng Giang nó thương con Phương nhiều lắm. Mẹ ruột Nhã Phương cho biết trước ngày cưới, Nhã Phương khá bận rộn với lịch quay phim nhưng may mắn luôn có Trường Giang bên cạnh quan tâm. Cùng hai con về quê ngoại trưa 25 tháng 8, mẹ của Nhã Phương vui vẻ tiếp chuyện họ hàng và hàng xóm. Thằng Giang nó thương con Phương lắm, bà chia sẻ. Sau lễ đính hôn, cả cha mẹ Nhã Phương cùng con gái và Trường Giang lên xe về quê ngoại ở Quảng Nam thăm họ hàng, thắp hương cho tổ tiên. Cha mẹ Nhã Phương ngồi xe cùng chị gái Bích Trâm và em dâu của nữ diễn viên, về trước khoảng 45 phút trước khi Trường Giang và Nhã Phương về đến. Trong thời gian chờ đợi, nhiều thành viên gia đình cũng ra trước cổng mong ngóng sự có mặt của con gái và người con rể tương lai. Bố mẹ Nhã Phương hiện sống ở Đắk Lắk, còn ngôi nhà cũ đang là nơi cô ruột của nữ diễn viên sinh sống. Mẹ Nhã Phương, 56 tuổi kể, trước hôm đến hôn, Phương có tâm sự với tôi rằng con liên tục phải đi quay phim nên rất bận và lo lắng không ngủ được. Nó bảo anh Giang rất thương và quan tâm chăm sóc cho con nên má yên tâm. Bà kể thêm, sáng 25 tháng 8 trên bàn ăn điểm tâm, ông nhà tôi cũng bảo với ba Trường Giang là tôi ưng hai đứa nó lâu lắm rồi, nó cũng đến nhà chơi từ lâu rồi mà hai đứa nó chưa sắp xếp được, bây giờ chúng nó được rồi tôi mừng quá. Nhắc đến cha Nhã Phương, bà nói tội lắm con, ông mừng quá. Nên hôm qua ông uống hai chai bia về bị mệt, mà lâu nay có bệnh nên có uống được đâu. Ông nói với ba Trường Giang là vui quá, uống thêm một ly mà say luôn. Mẹ Nhã Phương rất vui khi đưa con gái và con rể tương lai về thăm quê. Bản thân người mẹ cũng rất vui khi đón người con rể tương lai. Cô mong cho hai đứa nó hạnh phúc, vì nói thiệt chứ, tình yêu của hai đứa nó đau khổ sóng gió đủ thứ chuyện, mà thằng Giang nó thương con Phương nhiều lắm. Nó về nhà cô mấy lần rồi chứ, về quê Quảng Nam, đây cũng được một lần rồi, bên nội bên ngoài cũng về hết. Tết nào Trường Giang cùng Nhã Phương về Đắk Lắk, lần nào anh cũng mua váy mới tặng cho mẹ Nhã Phương. Khi nói về Trường Giang, mẹ vợ tương lai của anh rơm rớm xúc động. Mẹ Nhã Phương cũng thừa nhận hai người thương nhau mà không hiểu sao xảy ra đủ thứ chuyện, có lẽ xã hội bây giờ phức tạp. Nói về lễ đính hôn, người mẹ cho biết sự kiện rất đầm ấm, là nơi để gia đình và những người bà con hàn huyên tâm sự. Nhã Phương và Trường Giang nhận được sự yêu mến ủng hộ, chúc phúc từ cả hai bên dòng họ. Ngôi nhà của cô ruột Nhã Phương vốn là nhà cũ của cha mẹ nữ diễn viên trước khi chuyển vào Đắk Lắk sinh sống trong thời gian đi làm kinh tế mới. Thời kỳ đầu gia đình khó khăn, Nhã Phương cũng rất thấu hiểu với cha mẹ. Con Phương tội lắm, hồi xưa chưa quen thằng Giang, nó làm lụng hết. Nó đi làm lo cho em Út, đưa tiền về ba nó xây, mãi cho ông nội, cho bên ngoài. Người mẹ kể, mỗi lần về nhà, nó vô tiếng rồi sửa soạn đi liền. Thấy con mệt, tôi bảo thôi con xin nghỉ đi. Nó bảo không được má ơi, con quay ngày đêm cho xong bộ phim mới được nghỉ. Theo nguồn tin của báo, sau đính hôn, Trường Giang và Nhã Phương phải quay lại thành phố Hồ Chí Minh ngay trong ngày 25 tháng 8 vì Nhã Phương có lịch quay phim. Sau khi đáp xuống sân bay, nữ diễn viên cũng phải đi quay sớm chứ chưa có thời gian nghỉ ngơi sau sự kiện trọng đại. Trong tiệc đính hôn tối 24 tháng 8, bên ngoài và bên nội có tổng cộng khoảng 80 người, còn lại là những người anh em thân thiết. Thực đơn là các món ăn truyền thống của Việt Nam như nem lụi, bò xào, canh sườn, tiệc nướng BBQ, hải sản gồm tôm, mực, sò huyết.
Đồ ăn ngon và nhiều lắm, đủ loại. Người ta nấu cũng rất ngon, nhưng tôi mừng quá thấy no bụng rồi nên không ăn gì cả. Mẹ Nhã Phương thổ lộ. Trước đám cưới, Nhã Phương được lòng gia đình chồng như thế nào? Đám cưới Nhã Phương Trường Giang sẽ diễn ra trong tháng 9. Ngay từ thời gian đầu hẹn hò, Trường Giang đã rất thân thiết với gia đình bạn gái. Về phía Nhã Phương, cô cũng được lòng những người thân của bạn trai, đặc biệt là chị gái. Chuyện tình 3 năm đầy sóng gió của cặp đôi Nhã Phương Trường Giang cuối cùng đã có cái kết tốt đẹp khi đôi uyên ương làm đám cưới trong tháng 9 tới đây. Trước hôn lễ, Trường Giang đã rất thân thiết với gia đình bạn gái. Không hiếm lần Trường Giang đi ăn và du lịch cùng gia đình Nhã Phương, đặc biệt Phương Anh, em gái của Nhã Phương rất có thiện cảm với Trường Giang. Trên báo, Phương Anh chia sẻ, mỗi lần Trường Giang về thăm gia đình cô là vui như Tết. Anh nói chuyện với bố mẹ của cô hài hước và tình cảm chân thật. Khi về quê, Trường Giang và Nhã Phương cùng đi chợ, sau đó nấu ăn cho gia đình. Mỗi lần gặp, nam danh hài còn hỏi thăm công việc của Phương Anh, khuyên cô nên mạnh dạn hơn. Phương Anh tiết lộ nhà cô coi Trường Giang là thành viên chính thức trong gia đình và rất tin tưởng nam danh hài. Nhã Phương cũng được lòng những người thân của Trường Giang. Chia sẻ trên báo, chị gái của Trường Giang từng khen Nhã Phương hiền lành và có duyên ăn nói. Chị gái và bố của Trường Giang còn khẳng định Nhã Phương là bạn gái chính thức của Trường Giang. Nhã Phương không ít lần về thăm gia đình Trường Giang vào dịp lễ Tết hay ngày giỗ của mẹ bạn trai. Tháng 5 năm 2017, Nhã Phương từng được bạn trai dẫn đi tham quan một số danh thắng tại quê của anh cùng gia đình. Có thể thấy Nhã Phương và Trường Giang vốn được gia đình hai bên ủng hộ, vun vén chuyện tình cảm, nên đám cưới của cặp đôi sớm diễn ra là điều dễ hiểu.